Tại sao đi trễ? Dạ em có việc nên phải đi trễ. Tôi hỏi tại sao đi trễ? Dạ nhà em có việc nên em đi trễ ạ. Lý do vậy đó hả? Tôi hỏi em tại sao đi trễ? Dạ thì tại em có việc nên em đi trễ thầy. Em có phải học sinh không? Học sinh đi học mà làm mặt hả? Trang điểm nữa chứ. Em xin lỗi thầy, ngày hôm qua em không thể làm bài tập được. Em hy vọng là thầy có thể bỏ qua cho em lần này, được không thầy? Ngồi xuống đi. Ai đi vắng vậy? Dạ thưa thầy, bạn Dung My đi vào lớp. Giờ này còn chưa vô lớp hả? Em chào thầy. Tại sao đi trễ? Dạ em có việc nên phải đi trễ. Tôi hỏi tại sao đi trễ? Dạ nhà em có việc nên em đi trễ ạ. Lý do vậy đó hả? Tôi hỏi em tại sao đi trễ? Dạ thì tại em có việc nên em đi trễ thầy. Em có phải học sinh không? Học sinh đi học mà làm mặt hả? Trang điểm nữa chứ. Môi thì đỏ, lỗ tai thì đeo bông tai. Rồi còn cái gì đây? Mang giày cao gót à? Đi ra ngoài thay đồ thi cho tôi. Thái độ gì vậy? Đứng lại. Chưa hết đâu. Thay đồ thể dục xong, viết một bản kiểm điểm. Nêu lý do tại sao đi học trễ. Học sinh cái kiểu gì mà đi học trang điểm? Lý do ngủ quên nên đi học trễ. Bản kiểm điểm như vậy mà em dám nộp cho tôi hả? Thầy ơi, ngày hôm qua em ở nhà thầy tới khuya lắm á. Thì sao? Ngày hôm qua em cũng có đeo bông tay mà thầy. Liên quan gì? Sao không liên quan thầy, ngày hôm qua thầy không có như vậy. Giờ thầy quay quắt 180 độ luôn à. Nhưng đó là ở nhà, bây giờ là ở trường, hiểu chưa? Dạ. Còn nữa, thầy không quan tâm bạn gái của Đức Minh đeo cái gì, mang về có con như thế nào. Nhưng đây là lớp học, trường học, không được như vậy. Tháo ông ta ra chưa? Dạ rồi. Vậy tại sao chưa tẩy trang? Em đâu có mang sữa rửa mặt đâu mà tẩy trang vậy. Cô lộn xộn quá. Nghe tôi nói nè, tôi không muốn học trò của lớp mình chủ nhiệm lại đổi sổ toàn trường đâu. Mà em á là người có điểm số thấp nhất lớp, em coi chừng đó. Thầy ơi, ai cũng có mục tiêu sống khác nhau, nhưng mà em thì không có đặc biệt học lên hàng đầu đâu. Không học thì sao lại làm gì ăn? Từ đây về sau em phải làm tất cả bài tập về nhà nộp cho thầy kiểm tra. Em không có làm được hết bài tập về nhà đâu thầy. Em là học sinh, em phải làm được. Bản kiểm điểm này không đạt yêu cầu, thầy không nhận. Bây giờ cầm xô ra lau cửa sổ phòng giáo viên đi. Bị ai phạt vậy? Ừ, làm gì mà chùm chùm ở đây đây hả? Dạ thầy. Của mình hả? Tôi đi cho thầy. Dạ dạ. Ờ, đợi tôi tí nha, tôi vô gặp thầy Quyền cái. Em xin lỗi thầy, ngày hôm qua em không thể làm bài tập được. Em hy vọng là thầy có thể bỏ qua cho em lần này, được không thầy? Đi thay đồ thể dục suốt sân phục vụ cho tôi. Ôi. Đặt cái gì vậy? Nè, làm trò gì vậy? Hả? Cái gì vậy? Cái gì mà kéo tôi ra đây vậy? Em có chuyện này muốn nói với thầy, nhưng mà không biết có nên nói hay không. Dài dòng quá. Thầy hứa là thầy đừng có nói ai nghe chưa? Nói đại đi. Cái gì vậy?
thầy ngạc nhiên lắm đúng không? Tuy là em đang học nhưng mà em vẫn là 20 tuổi rồi. 20 tuổi thì sao? Đó. Em nghĩ gì trong đầu vậy? Bộ em nghĩ 20 tuổi không cần phải học hả? Tôi không cần biết em 20 hay 30 tuổi gì hết. Nhưng đây là trường học và em học sinh của tôi, em hiểu chưa? Nhưng mà em đã hết tuổi vị thành niên rồi, em cần gì phải học như các bạn ở trung học? 20 tuổi, hết tuổi vị thành niên mà học dốt hơn các bạn nhỏ tuổi hơn mình. Không biết xấu hổ còn tự hào nữa hả? Hết nói nổi em rồi. Cầm đi, vô thay đồ lẹ, xuống sân, phục vụ cho tôi, nhanh. Lại lên. Thầy ơi, con nói thầy là con 20 tuổi rồi. Thầy không thấy lạ sao thầy? Đừng nói nữa, lo tập trung nhảy đi, rồi lên lớp học. Thầy. Làm bài xong chưa? Nộp đi. Thầy tới địa chỉ hay gặp em nha. Nhớ thầy, nhớ thầy. Con bé này biết là mày cày nữa đâu. Thầy, em ở đây nè. Em gan quá ha. Tại sao dám rủ thầy ra quán cà phê? Tại vì em không muốn tụi nhóc ở trường thấy chuyện này. Có chuyện gì nói đi, đừng dài dòng quá. Thầy biết tại sao một đứa 20 tuổi mà đi học mà không tập trung vào chuyện học không? Ừ, tại sao vậy? Thì thầy nghĩ đi, tại sao? Nè, ăn nói thầy giáo vậy đó hả? Tôi không thích cái kiểu nói chuyện của em vậy đâu nha. Có gì nói đi, tôi không đủ kiên nhẫn đâu. Thầy, em có chuyện muốn nói với thầy. Nói đi. Em rất là khổ tâm. Chuyện này em không có dám nói với ai hết đó thầy. Em bị bệnh nan y đó thầy. Thầy hiểu rồi phải không thầy? Con bay mắt mày nè. Con đi, đúng quá. Lại lên. Được chứ thầy? Đó rồi. Bây giờ thì thầy biết tại sao em không đi học. Em không thể đi học được thầy ơi. Em đến trường học chỉ để cho vui thôi thầy. Cô sợ hả cô? Lo học hành đi. Bệnh nan y cũng phải học hết lớp 12. Thầy. Thầy thiệt cái gì? Không lẽ bây giờ em muốn trên bia mộ của em khắc chữ đây là mộ của cô gái học dốt nhất trường hả? Nghe tôi nè. Ở nhà còn bao nhiêu bài tập chưa làm, về nhà làm đi. Ngày mai mới nộp cho tôi. Nếu ngày mai mà chưa làm xong, đừng có trách tôi độc ác nha. Đánh rỗi quá ha. Dung My à? Dung My. Dạ. Phương Lan nó nhắn con qua nhà nó có chuyện gì đó. Thôi mẹ ơi, con không có đi được đâu, con bận lắm mẹ. Bận cái gì đó? Ôi trời ơi, con đang học hả Dung My? Thiệt đó hả? Giỏi quá ta. Thôi ráng học đi. Học đi, ở nhà học đi ha. Chừng nào rảnh thì qua nha. Cố lên. Chưa xong nữa. Tại sao? Con phải thức tới 3 giờ sáng làm đó thầy. Còn thiếu 20 bài nữa. Phục vụ 20 cái cho tôi. Làm sao bài tập 2 ngày mà con có thể làm trong một đêm được hả thầy? Bởi vậy cho nên đừng có phí thời gian cho bệnh nan y đó nữa. Mà còn nữa, tôi kêu em sao thả ra đầm xuống, tại sao không làm? Em đã thả hết xuống rồi mà thầy. Thêm cái vụ này nữa, phục vụ thêm 20 cái nữa, tất cả là 40 cái. Phục đi, tôi đếm. Thầy ơi, cho em thêm một cơ hội lần này nữa đi thầy. Em sẽ làm hết bài tập trong sách. Thầy đừng bắt em phục vụ được không? Vậy thì xuống sân chạy 20 vòng, em chọn đi.